Chào đại đình ha, hiện tại là chị Hồng Loan vừa đến nè cả nhà. Đây. Hiện tại là chị Hồng Loan cùng với anh Sang. Mọi người đang đến nè cả nhà. Hiện tại là chị Loan cũng vừa đến nè cả nhà. Anh Sang đang vô nè cả nhà. Chị Loan thì vô sau qua một giỏ trái cây rất là đẹp luôn. Hiện tại là chị Loan rất là nổi tiếng luôn nè, quá trời người luôn. Anh Sang này nhìn đẹp trai quá trời. Anh Sang ơi, lấy cái cho chị Loan cái nón đi cả nhà ơi. À, đi đâu đi đứng chỗ đây quay hoài vậy nè. Ăn tô con đi lại quên hôm nay chị Hồng Loan đến cúng cho ba mình trước thời gian đã dỗ. Trời ơi chị, từ nãy giờ không thấy luôn trời. Thấy ai? Chị Thảo. Hôm nay tao đi ca sĩ. Trời ơi, nãy giờ tưởng nghệ sĩ chứ. Chị Trang tưởng ai chứ? Ồ, nãy giờ nhận ra luôn, tao chị Trang nha. Chị Trang, chị Loan. Tao chị Loan, chị Thảo. Cần cái coi. Anh Sang. Chị nào cũng đẹp. Hôm nay là bỏ trận rồi cả nhà ơi. Chị Loan lên cúng cơm bữa nay thì quá trời anh em luôn. Phải nói là quay và chia sẻ nhà mình xem nè. Rất là nhiều ha. Thì phía xa là anh Sang cả nhà. Và đây là chị Loan. Mấy anh em cũng đang hỗ trợ phụ chị sắp xếp cơm ra bên ngoài. Con chào chú. Chào tụi con, chào chú. Thôi, hiện tại ngoài đây là anh Sang này cả nhà. Chị Loan đang làm bên trong, anh em ngồi ngoài. Bữa nay anh Sang là tài xế không? Con không nguy cơ, mà mấy anh đó cũng nguy cơ. À, có tài xế con, anh chị có bằng. Dạ. Ngày mai 14 thì chị Hồng Loan cũng có tiếp đến nhà. Cũng ca hả chị Loan? Thấy dạ, cũng ca hả? Ở dưới là tôi thấy cắm hoa rất là đẹp luôn.
đặt mày về nhá phương. Cúng ở nhà cũng cúng chay luôn chị. Cúng chay hơn là mình bị núi đè là ngon. Dạ thì hôm nay đâu là cũng ngon. Chay cho cũng ngon. Sườn lon, sầu như cải. Khi nào mà lên đây thì cũng ngon. Bữa nay là anh em YouTuber anh em nào cũng đẹp mặt hết nha. Tạm ơn qua quay anh Sang nè, quay vô đó. Cảm ơn chị Sang. Đây anh Sang này đúng rồi, là sầu luôn. Nữa, còn mới trong năm luôn á. Có một cái show nước ngoài đúng không anh? Chùa Ba Lần. Anh xa cái đóng hài thấy hay á. Hey, hả xin như xưa. Trời ơi. Mới đọc cây đồ luôn. Trời ơi. Đây là hên xui ba là gùi nữa rồi. Hỏi luôn á trời. Hên xui ba là gùi. Anh Sang mà như kiểu mà anh vô mấy cái vai mà hài hài mà kiểu như giống như Việt Kiều rồi ở ngoài nước ngoài rồi về ha là hay lắm á. Này Việt Nam. Xung quanh rồi vô trời. Mặt ngầu quá, mặt ngầu quá ngầu luôn. Chân 100 kênh. Trời vô như quá trời quá đắt. Giờ nhà là lúc nào cũng cười. Nay là ngày 13 âm lịch. Đó, anh Sang nó là chút đó quý cô chú vậy. Chị chị. Chị ba đi. Vô cửa trước nhưng mà vàng nó vô cửa sau. Đang lai chị ba ơi. Đang lai bye bye. Chị ba với thằng luôn anh Sang. Đã có nay có show mà mai mới qua nhà. Còn mong cho chị Vũ Anh cũng được show nhiều. Sắp tới này cho chị lo cũng ngay bây giờ và ngay lúc này luôn. Rửa tháo đó, rửa cho anh Thập. Dạ, không sợ đâu. 15 chén thôi. Đếm. Chiên sớm. Này đi dư ở đây 20. Lấy 2 cái để chị lấy ba ra ba cái chị đứng lên rất nhanh thơm nè. Ôi mình nấu canh gì vậy Thảo? Mình sót vô chung chén luôn. Canh gì vậy? Canh canh đó. Canh đó là sâu thái hả? Mấy gì vậy? Mấy chén 2. Mấy món này mà chắc chịu 1 chén thì Thảo bấm Thảo ha. Chén nữa chén rồi. Bớt bớt cơm ra nhiều quá. Sớt dài dài dài. Có cải chua xào với em. Hình như giãn giãn đội hình trong bớt này phải. Đi đăng hết rồi. Đi đăng hết rồi. Đăng. Chúc mừng chị Hồng Loan đã thông thoáng được miếng. Em nhớ chị Minh Phương đó. Alo. Chị, bữa nay chị quên đem gì đúng không chị? Bia. 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 Bia chứ thuốc lá bà số 5. Không cho uống bia luôn. Không cho uống bia luôn. Nó ăn chay mà, chay nó cũng bia. Rồi giờ kinh đúng không chị? Còn chưa đủ. Rồi hai hai. Còn đủ nữa không? Đủ nhiều lắm. Rồi cho em chị kinh nè. Rồi giang hai tay ra, giang hai tay ra. Đi lên chợ đi đi. Đi 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 đi. Đi đi. Lên. Ba người nha. Từ 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 từ. Mọi bạn. Mọi người hay vô bên ngoài này. Hai người đây, hai người thôi. Dạ, giống khá dài, tiếp theo nha, chia sẻ mời video tiếp theo nhé.